trong không có một chút máy nào các bạn nhá. Và ngày hôm nay thì em Lê Di Lạc sẽ giới thiệu cho tất cả cho mình về một bộ sản phẩm hàng Nghê Bảo Nghê Phượng, hàng cột 14 chân 16 các bạn nhá. Bộ sản phẩm này thì đã được bên cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ làm cách đây từ 4 năm trước và đã hoàn thiện lên xong. Bây giờ hiện tại đang được là 8 giờ sáng nên là anh em vừa kê xong để cho các bác nhìn thấy một siêu phẩm khi lên hoàn thiện. Và một con hàng này thì bên cơ sở em đã được làm là hàng đục tỉa và chạm khắc bằng tay toàn bộ anh em nhá. Đấy, để các bác có thể chiêm ngưỡng về những cái đường nét đục tỉa cũng như là đường nét tinh xảo của những dòng sản phẩm bàn ghế nội thất thì đây là một con hàng đáng để xem và đáng để chiêm ngưỡng các bác nhá. Với chiếc đoạn dài em đã được làm là đoạn dài lên đến là 2m37 phân, chiều cao từ chân lên đỉnh là 1m57 phân và sâu của mình là 85 phân các bác nhá. Với những dòng sản phẩm này thì các bác có thể thấy từ những đường nét đục tỉa từ những cái đường chạm trổ của những dòng nghê này thì đã được bên cơ sở em đục hoàn toàn là 1 năm trời. Toàn bộ những dòng sản phẩm này đục là trên 1 năm trời các bác nhá. Đấy, thế nên là các bác có thể thấy nhìn những cái đường này, nhìn những chú nghê này, cái dáng của nó cực kỳ quyền uy, sức mạnh và đẳng cấp. Và nghê đứng ở trên đỉnh thì thể hiện sự bình an rồi. Và đôi bên thì sẽ là những chú phụ đang tung cánh đón tài. Các bác có thể thấy là những cái phần moi móc này. Đấy, moi móc cực kỳ sâu với những dòng sản phẩm như này. Và toàn bộ từ những cái vảy, từ những cái lông vũ của những cái chú chim này, cảm giác nó rất chi là nhẹ nhàng và hòa nhã các bác nhá. Và ở đây, điểm đặc biệt là vách tự ưng. Vách tự ưng em được đục là tứ linh, long, lân, quy, phụng, 4 con vật linh thiêng nhất của trái đất và 4 con vật tứ trụ của trời đình. Và cái vách này thì em đang được làm với cái chiều dài của nó là 57 phân, kích thước long khung, cái số đỏ các bác nhá. Đấy, và toàn bộ này dày, các bác nhìn dày này. Đấy, dày ạ, dày lên đến là 6 phân, cực kỳ dày với những dòng sản phẩm này. Và đặc biệt của cái cột này là em đang được làm một cột cong, cột vén cong. Còn bình thường nếu như mà là một cái cột bình thường như này, các bác có thể nhìn trên video thì có cảm thấy cảm tưởng cột này như là kiểu cột 12. Nhưng mà nếu mà làm theo kích thước của những cái cột này thì nó đang là hàng cột 14. Hàng cột 14 và cột bè vén cong. Các bác có nhìn thấy những cái độ cong của những cái cột này thì nó cảm giác nó rất chi là hòa nhã các bác nhá. Và cột này nếu như mà để làm như cột bình thường đi, thì bên em thì đang được làm là nếu như một những cột như này thì phải làm cột 16 các bác nhá. Cột 16. Và tiếp theo đó là hai chiếc ghế đơn và một chiếc bàn lớn. Giới thiệu tất cả cho mình về một chiếc bàn lớn đi. Đấy, bàn lớn thì em đang được làm là bàn dài, bàn cực kì to luôn các bạn. Bàn dài lên đến là 1m73 phân, là chiều ngang của chiếc bàn là dài lên đến 73 phân và chiều ngang là 85 phân, cực kỳ to. Và toàn bộ các bạn nhở, như cái bàn này là bàn bên cơ sở em đang được làm là bàn khuôn 6 đấy các bạn ạ, khuôn 6 ván 3, khuôn tranh dày 6 phân và ván trong này, ván trong này đục sâu vào này các bạn ạ, đục sâu vào đó là 3 phân rồi. Đục sâu vào là 3 phân. Đây là toàn bộ những cái dòng này này. Đấy, đục này, cực kỳ đẹp và xung quanh có trang trí những gấm chữ vạn. Đó, thể hiện sự may mắn và vạn sự nhí. Xung quanh thì trang trí những cái bình hồ lô và những cái đồng tiền. Xung quanh thì chiếc bàn này này đang được bo viền uốn dẻo các bạn ạ. Bo viền những cái đường nét bo viền uốn dẻo. Nhìn cực kỳ là mê luôn anh em ạ. Nhìn cực kỳ là mê luôn. Và hai bên sẽ là bên ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Nào, sẽ ngăn kéo là các bạn ạ. Đây, ngăn kéo của bên cơ sở em toàn bộ là đã được phun hết các bạn nhá. Phun hết và cái đường lành sạch của nó này. Nhìn mê ly cực kỳ luôn anh em ạ. Đấy, mê ly cực kỳ luôn. Và dây toàn bộ phải sử dụng là dây bằng gỗ các bác nhá. Nếu như mà các bác sử dụng dây bằng nhôm hoặc thép thì nó sẽ bị han gì sau cái thời gian này mình sử dụng các bác nhá. Và tiếp theo đó thì không thể thiếu được những cái chiếc ghế đơn và hai chiếc đôn. Đấy, chiếc ghế đơn thì bên cơ sở em đang được làm với trong kích thước là chiều ngang của nó lên đến là 1m17 phân, kích thước toàn bộ là kích thước long khung số đỏ luôn các bạn ạ. Và ở chính giữa này chương này, chương toàn bộ là chương liền nguyên một khối. Và ở chính giữa thì đang được làm là những chú hổ phù chiêu tài hút lộc cho chủ các bác nhá. Và vách tựa lưng này, một bên là vách tựa lưng của chú long, một bên là vách tựa lưng của chú quy. Đấy, hai linh vật luôn luôn là may mắn và cũng như là thể hiện cho sự đẳng cấp. Đặc biệt là cái tay này các bạn ạ, tay này, cái tay này thì bên cơ sở em đang được làm là hàng đục tỉa và chạm khắc cực kỳ là đẹp với những dòng sản phẩm này. Các bác có thể nhìn những phần tay này, từ những đường nét này, từ những đường nét của những cái vảy này, từ những cái đuôi mây này, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá.
cực kỳ đẹp với những dòng sản phẩm này. Hoàn toàn những cái phần tai nghe này hoàn toàn có ngọc luôn các bác ạ. Có ngọc ở ngậm ở mồm các bác nhá. Đấy, có ngọc ngậm ở mồm này luôn này. Đấy, cực kỳ đẹp. Đây là chỉ là những chi tiết nhỏ thôi. Và tiếp tục, những cái phần khuôn tranh. Khuôn tranh này thì em đang được làm là khuôn tranh dày bao nhiêu đây ạ? Khuôn tranh dày 5 phân và ván mặt là 2 phân rưỡi. Khuôn tranh 5 và ván 2 phân rưỡi. Cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng cổ chỉ bo viền, 1 tầng cổ chỉ đục hạt xoài, thể hiện sự sang trọng đẳng cấp. Chân thì bên cơ sở em đang được làm là hàng chân chân 16 rồi. Chân 16 rồi anh em đâu. Chân 16 bo vào này. Đấy, nhìn nó ven cong đẹp cực kỳ luôn. Và yếm này, yếm của bên cơ sở em đang được làm là yếm dày lên đến là 6 phần. Và toàn bộ những cái phần yếm này đang được đục là hai chú song long. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy, và không thể thiếu chiếc đôn. Đôn thì đang được đục là một chú phụng đang tung cánh đón tài lộc cho gia chủ các bác ạ. Đấy, toàn bộ những dòng này đấy, từ những cái đôn này đục đẹp cực kỳ luôn. Và đôn này có kích thước là 45 nhân với 56 phần. Đấy, cực kỳ đẹp nhá các bác nhá. Và chiếc đôn con thì sẽ ở 40-40. Tổng quan bộ sản phẩm này thì các bác nào đang quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại mà em để dưới các bác hình rồi. Có địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty ra Việt Hùng Đông Anh ở Hà Nội. Các bác nào sở hữu thì sẽ được tặng một chiếc kính bài của chương trình đôn và hỗ trợ vận chuyển là 1 triệu đồng một tiêu. Và video này nếu mà hay thì anh chị phải tặng cho em một like và một đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào và tất cả các bác trong các video lần sau. Xin chào.